Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Mùa Y Liên. Hiện tại thì Liên đang có mặt tại Than Uyên để tham gia một cái Than Uyên live show nha cả nhà. Hiện tại thì Liên đang có mặt tại một lễ hội gọi là lễ hội Lùng Tùng nha cả nhà. Lễ hội Lùng Tùng hay còn gọi là lễ hội xuống đồng của dân tộc Thái. Hôm nay đây cũng là lần đầu tiên mà Liên được đến với cái lễ hội này, nên là Liên sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Liên cũng trải nghiệm lần đầu tiên và cũng sẽ quay chia sẻ cho cả nhà nhé. Hôm nay thì Bình Minh dậy rất là sớm cả nhà. Mọi người thì cũng tập trung rất là đông rồi. Ở trong này thì Liên thấy là mọi người đang tổ chức, đang sắp xếp các trò chơi ở dưới này. Còn có một con trâu ở bên kia nữa này cả nhà này. Không biết là tí nữa con trâu ấy sẽ có nhiệm vụ gì cả nhà ơi. Ấy, trời còn sớm nhưng mà mọi người đã đến rất là đông đủ rồi. Cả nhà thấy hôm nay Bình Minh có đẹp không ạ? Đấy, bạn Ái Mí với chị Chipper thì đang ngắm Bình Minh hay sao ấy? Hello! Hello Liên nha! Quay được gì chưa? Cũng vừa qua chia sẻ với mọi người nhưng mà hôm nay là bà con là đang đến thôi. À đúng rồi. Bình Minh là còn chưa. Nhưng mà dưới chỗ Liên là có người dân tộc Thái không nhỉ? Ở dưới huyện thì có chị ạ, nhưng mà không có cái lễ hội này. Em vừa tìm hiểu thì cái lễ hội này là nó vừa mới được khôi phục lại vào năm 2018. Đúng rồi em. Ai Mí là lần đầu tiên trải nghiệm hay là trải nghiệm lần thứ hai, thứ ba rồi? Lễ hội ở Lùng Tùng. Đây thì mình cũng lần đầu tiên cùng bà con tham gia. Tham gia một cái lễ hội xuống đồng ở trên của người Thái ở trên phong thổ Lai Châu. Là ở trên đấy có một lễ hội giống như lễ hội này nữa. Lễ hội mùa cơm mới. À đúng rồi. Cũng là ở đồng ruộng ấy. Lễ hội xuống đồng thôi. Lúc đấy là tôi có bạn nghe một chú bảo là tí nữa sẽ cho bọn con trẻ con xuống đồng ấy sao ấy. Tí nữa là chúng mình sẽ cùng trải nghiệm và chia sẻ cho khán giả cùng biết nha. Liên đi qua chia sẻ. Bye bye. Chào chú ạ. Chú ơi, cháu thấy mình cầm cái này là tí nữa mình sẽ làm gì hả chú? Tí cầm cái này tí xem múa. À múa ạ. Vâng. Cái này thì cái đàn tính tẩu của dân tộc người Thái. Dạ là mình sẽ múa trong sáng nay phải không chú? Vâng. Dạ. Bọn chú sẽ mở màn chương trình. Vâng ạ. Các cháu cứ thưởng thức là điệu múa của người Thái. Vâng. Nó lại múa dân tộc thì nó múa kiểu khác nhau. Vâng ạ. Cháu thấy là cái áo chú đang mặc này là của dân tộc Thái phải không ạ? Thái. Dạ vâng ạ. Trang phục truyền thống của dân tộc Thái rồi. Dạ. Dạ cháu cảm ơn ạ. Cả nhà, buổi sáng sớm thì Bình Minh đã dậy và xua tan đi những mảnh sương mù. Bên kia là những cánh đồng nha cả nhà nhá. Bên kia có máy nhà tranh Bình Minh và những thửa ruộng rất là đẹp cả nhà. Liên đang thấy là con trâu nó đang cày ở dưới kia cả nhà. Liên sẽ xuống dưới kia để quay chia sẻ cho cả nhà nhé. Sân khấu với các thứ là mọi người chuẩn bị gần xong đấy. Đúng rồi. Cái lễ hội này đang chưa diễn ra nhưng mà đang ở khâu chuẩn bị là Liên đã thấy là rất là háo hức đây cả nhà, bởi vì ở trong này là Liên đã thấy mọi người chuẩn bị rất là nhiều trò chơi anh nhỉ. Đấy.
À, con trâu thì đang cày bừa. Anh Khanh là hồi bé là có được cày bừa với bố không? Anh cũng cày bừa nhưng mà cái này thì anh thời anh là chưa được cày cái này. Cày máy thôi. Mình được dắt trâu đi cho bố cày. Thế thì anh sướng nhất rồi đấy. Hồi bé là em dắt trâu xong rồi chị Mai cày ở đằng sau. À, chú ơi, cháu hỏi là thường là cày là người ta dùng trâu đực, sao ở đây lại cày con trâu cái ạ? Cái này thì nó có ý nghĩa là ở bên trâu kia nó khỏe hơn. Vâng. Còn con trâu cái thì vừa nó lại cũng nhẹ, đấy là quan điểm là như thế. Vâng, là dùng con cái để bừa. Vâng. Cái để bừa có nghĩa là được để cày. Vâng. Thứ nhất là nó cũng có tình cảm, là ví dụ là trai với gái thì làm cái gì nó cũng hòa hợp với nhau ấy. À, vâng. Năm mới ví dụ là mình đi làm lúa làm thóc rồi thì phải có trai có gái có nếp. À, vâng. Vâng. Thế cày bừa cũng phải có trâu cái trâu đực. Dạ. Đấy. À, dạ cháu vâng. Ở Hòa Bình ạ. Hòa Bình ạ. À? Dạ vâng. Năm nào thì ở dạ. Càng Phan vâng ạ. Tổ chức là lễ hội đồng trùng thì cũng phải bắt buộc phải có cày bừa này. Đấy là người dân là năm mới là đi làm ăn thì cũng phải có con trâu đi trước cái cày đi sau. Dạ. Đấy, là phải năm mới là phải đi cày đi bừa thì cũng cho năm mà năm cũ đi qua thì dạ. Năm mới lại được mùa màng hơn nữa. Là mình phải cày bừa hết thửa ruộng này à chú? Vâng, cày bừa hết thửa ruộng xong, cày bừa xong rồi tí lại gieo thóc một người gieo xong rồi một người lại đi theo sau nữa. Dạ. Phải có một trai một gái. Vâng. Dạ chào. Cái này là mình phải chọn ra con trâu khỏe nhất nhỉ chú nhỉ? Con trâu khỏe và con trâu khéo. Dạ. Vâng, nếu mà nó không khéo thì thứ nhất là nó sẽ đi lung tung, đường cày nó không thẳng. Vâng. Đấy, nó phải bắt buộc là phải chọn con khỏe này để dạ. Con khéo được đi. Cháu thấy là con được con cái là con nào cũng béo luôn. Vâng. Dạ. Vâng. Cái này nó cũng có phải có kinh nghiệm. Dạ. Nếu mà mình cầm cái cày mà không có kinh nghiệm thì sau thì nó vào sau quá. Vâng. Còn nó không vào sau thì nó lại ra ngoài. Vâng. Cũng phải nếu mà không học thì cái này thì không biết đâu. Dạ. Có người lớp trẻ như các cháu thì chắc không biết cày bừa đâu. Vâng, cái này là mình nên giữ gì đấy chú ạ? Vì là mới năm nào cũng phải tổ chức là khôi phục lại để cho con cháu học hỏi theo. Đúng rồi ạ. Đấy, đấy là cái người nông dân mình thì thứ nhất là phải đi cày đi bừa này thì mới có thóc có gạo ăn. Vâng. Đấy là quan điểm là như vậy. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Anh quay các cô là đang chơi trò gì anh ạ? Trò này gọi là trò gì ạ chú? Trò này gọi là trò gì ạ? Đúc quay ạ? Quay ạ. Các chú thì đang làm lễ nha cả nhà ơi.
Đang thấy các cô là đang đội khăn. Chào các cô ạ. Cô ơi, cái khăn này là cái khăn đội đầu của dân tộc Thái mình ạ. Vâng. Bình thường là cháu thấy là mọi người không hay nên đội cái khăn này. Hôm nay là cháu mới thấy mọi người đội lên. Có thể là phong tục của dân tộc Thái trắng. Vâng. Từ lời sử đời xưa này các cô tận phải đeo cái khăn này. Dạ. Người Thái các cô là có hát dân ca không cô? Có. Dạ. Tí nữa các cô có diễn văn nghệ không ạ? Có. Dạ. Bây giờ đi nhà chồng cũng phải leo như thế này. Vâng. Lúc nào là mà các ông các bà mất cũng phải leo như thế này. Là cũng phải đeo đội cái khăn này ạ? Dạ. Đội cái khăn trắng. Dạ. Cái phong tục này không bỏ qua được. Vâng. Hôm nay là các cô là mặc váy Thái với đội khăn và trang điểm rất là xinh đẹp và để đi chơi hội nha cả nhà. 1 2 1. Sau khi cúng xong thì ông thầy cúng sẽ phát lộc cho người dân có mặt tại lễ cúng. Ông ạ, đúng ông rồi. Ơi, đây là mình sau khi cúng xong là mình phát lộc phải không ông? Phát lộc. Dạ. Đúng rồi. Là người Thái mình là sau khi cho cháu hỏi một chút là cháu thấy là ở chỗ này là mình có bày năm mâm cỗ để cúng thì ông là có ý nghĩa gì không ạ? Ý nghĩa tức là có. Dạ. Bởi vì cái thứ nhất là cả cúng cả thần trời thần đất, dạ, sông thần biển và cả thanh hoàng làng. Vâng. Và ma quỷ thần dữ và thần núi thần rừng. Dạ. Tức là ý nghĩa tức là để cho các thần được ăn, là phù hộ cho dân làng, tức là được khỏe mạnh. Dạ. Mưa thuận gió hòa. Dạ. Con người vạn vật sinh sôi, con, dạ, người khỏe mạnh. Dạ. Mọi người được hạnh phúc. Tức, vâng, là, và năm mới là mình cầu cho tất cả mọi người là đều khỏe mạnh và vậy may mắn đúng không? Đúng rồi. Dạ, dạ, con cảm ơn ông ạ. Dạ.
cầu các thần linh để phù hộ cho dân chúng dân bản, tức là được khỏe mạnh, với lại mưa thuận gió hòa, mùa màng xinh tươi, vạn vật nảy nở, con người được khỏe mạnh. Đấy là cái ý nghĩa cái thứ nhất. Chú đang múa trống rồi, cùng sang bên này nha cả nhà nha. Ở chỗ Liên là sẽ có một cái trống để đánh trống khai mạc thôi, nhưng mà ở đây có tận 3 cái trống rồi nhá. Có 5 bình rượu nha cả nhà nha, tí nữa là nhờ bố xong. Được thử bây giờ anh. Thử luôn. Ai có thể uống được. Đấy. Bây giờ thử luôn được không anh? Đi mạnh vào.
Rượu mà. Anh thấy sao giống rượu ở trên Hòa Bình không? Nó khác anh ạ. Tại vì là rượu, đây là rượu cần, mà rượu cần mà nổi tiếng nhất đó là ở Hòa Bình em. À vâng. Nhưng mà khác ở em à? Khác ở chỗ bọn em còn em được uống rượu ngô của người Mông thôi, chưa được uống rượu của người Thái. Vâng. Mà rượu này ngon anh ạ, ngon lắm. Ngon không? Dạ ngon. Rượu cần vừa vừa uống. Nhảy múa là vừa được uống rượu cả nhà. Rượu cần là món là thức uống đặc sản có thể thiếu của người Thái và của người Mường đấy. Thử một ngụm. Vừa được nhảy múa vừa được uống rượu cùng các cô luôn đúng không? Anh An ơi, rượu này uống vào có bị say không anh? À không say đấy. Rượu này uống nhiều là bị say đấy cả nhà. Ê, trò chơi bắt nhịp là bắt đầu nhá cả nhà ơi. Ban tổ chức vừa thông báo là trò chơi bắt vịt là bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi cả nhà. Ở trong này thì có 4 con vịt. Ấy cả nhà cùng Liên đón xem nha. 3 con đực 1 con cái anh. Sao nó lại thế hả anh? À. Đây rồi. Mọi người đang tập trung rất là hóng cái trò này, rất là mong chờ cái trò chơi này đây. Cái con vịt là cũng đang chờ đợi là đố các anh chị bắt được em. Đấy, mấy con vịt cũng ngồi đợi từ lúc nãy giờ cả nhà. Anh ơi, cái trò này là khán giả có được chơi không ạ? À? À, đăng ký thì mới được chơi hả anh? Tiền vé. Vâng ạ. Vé 20.000. À, vé 20.000 là sẽ được vào chơi cho cả nhà. Mình bắt là được vịt luôn hả? À, à mình bắt được là mình sẽ được con vịt luôn. Thôi thì bắt mang về làm cơm trưa đi em. Cô bên kia là đang bảo con của cô là vào trong bắt vịt về nấu cơm trưa cả nhà. Mình đây là chú ấy sẽ bán vé đúng không? Đây. Đấy, cô đó. Mở bát đầu tiên này. Đấy, cô là hơi bị thèm tiết canh hả? Vé leo đây cơ. Ê, ê, váy hàng xịn đó. Hàng xịn đó. Hàng cá gì từ hố bắt đầu khổ mơ đi. Con vịt đứng ở cạnh nhé. Sư của bác cáng chân lên đấy, đấy. Tố con à. Đồng chí là con tham gia sẽ ngồi trên ban tổ chức của bác chú. Với lượng 2 người. Hồng ơi, giúp cản chân ra đi. Bảy phần nào hả? Cái đi đấy, tăng lắm rồi đó. Tăng lắm rồi. Mọi người đang hô hào rất là chỉ đường cho cô đây. Đi đây đấy, bà bà đi. Cái đi đó. Má ta cái đấy, má ta đấy. Đằng sau cô ơi. Chú tăng đi để cái đó, cái đó.
cái ô này to quá. Đằng sau. Tao phải tăng lắng đi. Tao phải phân lắng anh. Rất là khó, tại vì không nhìn thấy gì mà anh sân cũng rộng ấy, đúng không? Tao lắng ký của mày, ô hề em mất kín á. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Cái này 10 phút thôi à? 5 phút thôi chứ. Chắc tầm 5 phút thôi. Cái này chắc mới được 3 phút thôi này. Mới được có 3 phút rồi. Đang xếp hàng đợi chờ người tiếp theo anh ạ. Đây bây giờ là có hai chú này à. Có vẻ là có bữa trưa rồi này. Hú xuống bên kia hả? Vẫn ổn hú xuống kia đó. Hả? Vẫn họ tổng tiến là nó không tìm là em sắp vào tổng tiến không lắm. Hai chú này rất là ngon.
siêu nhả được hai con luôn. Thả vịt vào đi, thả vịt vào đi. Bây giờ là còn hai con là cũng hơi khó đấy cả nhà. Hai con này thả vịt vào mới chơi được. Có cả củ đậu ở trong đấy này. Đây là thịt mà các anh ấy đang vớt ra nha cả nhà. Thử luôn à? Thế là mọi người mời Ai Mí nhá. Ai cảm ơn ạ. Ai Liên cảm ơn. Anh mời cả nhà nhá. Đúng là lộn bản thì Ai Mí nhỉ. Thịt ngọt đấy. Dạ, rồi ạ. À, mình sang bên này xem các cô đang làm cái gì. Cảm ơn. Em ơi. Khách quá. Người rất là thân thiện là Ai Mí rất là muốn cái qua thân thiện tại vì bà con là rất là hiếu khách. Dạ, em xin ạ. Dạ. Để cho mấy ông ký đi. Nhiệt tình chưa? Đấy, các chú cho thịt này còn cho súp nữa. Mời cả nhà. Miếng thịt gà thâm yên xem thế nào. Vâng, chào xin. Miếng muối mì như thế nào nhé. Đây con mì trước xem thế nào. Ok. Con gà thiên ơi. Đúng là tuyệt vời cả nhà. Em bảo đây là gà chết. Nhà lên nồi thì phải chết rồi đúng không? Gà chết rồi đúng không? Chấm muối mà mới ăn đấy. Đây là do gà mọi người mời mình á. Đây mình thấy ngon hơn. Đúng rồi. Cho nồi này. Vàng khè luôn. Anh cũng là người Thái đúng không ạ? Anh á? Anh người... Người Tây. Em có người yêu chưa? Em chưa có yêu à? Em chưa có yêu à? Em có yêu. Cho anh số điện thoại. Cho em luôn. Anh có phải đầu bếp không ạ? Anh không. Anh Thái nhanh đấy. Liên
nó đầu bếp nó chỉ là quét tay thôi mà. Anh Thái thì chuyên như đầu bếp mà anh ạ. Đầu bếp ấy không phải đầu quét tay luôn. Quản lý luôn kìa. Năm mới chúc mừng anh là nhiều sức khỏe nhá. Rồi, cảm ơn. Các em đi chơi này mà. Các anh mời. Dạ. Đúng rồi, được anh ạ. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Anh cứ nhận đi. Vâng. Các chú các bác rất là hiếu khách cả nhà. Mình đến trải nghiệm nhưng mà các chú các bác mời đồ ăn rất nhiều luôn. Miếng thịt của Liên to quá, Liên ăn từ nãy giờ cả nhà. Ở bên này là các chị đang thái củ đậu phải không ạ? Dạ. Củ đậu này to nhỉ chị nhỉ? Anh em xem quay các cô đang thái này. Bên này thì mọi người đang bày mâm. Em thấy là có bó xôi này, cá nướng này. Lễ hội lùng tùng của người Thái là mỗi năm được tổ chức một lần cả nhà. Tổ chức với lễ hội này thì với ý nghĩa là mưa thuận gió hòa, cầu cho dân bản là luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn nha cả nhà. Liên đang thấy là bên này là các cô đã đang chơi trò vật lông gà. Các chú thì đang nhảy múa hát ở bên kia. Có thể nói là cái lễ hội này là một lễ hội rất là đặc biệt và có rất là nhiều trò chơi để cho khán giả cùng tham gia nha cả nhà. Liên cũng đã chia sẻ cho cả nhà về toàn bộ cái lễ hội này. Bây giờ thì Liên cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà là đã luôn theo dõi video của Liên. Nếu mà cả nhà yêu thích thì hãy chia sẻ và đăng ký cho Liên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.